Các em đọc cho cô thử xem là ai nói cái gì và nói về cái gì, ai nói với ai hay là nói về cái gì. Cô mời bạn Hoàng Tấn đi. Tấn ơi, cho cô biết là ai nói vậy con? Rồi, vậy em, khi mà mình đọc cái này thì là ai nói? Mình hiểu rằng là ai đang nói trong, ai sẽ nói trong cái bài nghe của mình. Hả Tấn? Tấn ơi. Tấn ơi. Hello. Hello. Bạn Đạt Bùi Hoàng Tấn hay là Bùi Hoàng Tấn Đạt? Chắc là bạn Bùi Hoàng Tấn Đạt nhỉ. Dạ, alo em nghe cô. Con đọc cái đó, con cho cô hỏi là ai sẽ, con chuẩn bị nghe ai nói. Nghĩ là người đàn ông. Ông tên gì? What his name? Ông Phil Lam Who sẽ is he nói talking to? Who is he talking to? Phil Lam sẽ nói về một cái nhóm. Nói Cùng với nói chuyện với một dạ nhóm với sinh viên nhóm đúng không? sinh về cái công việc của anh ấy ở trên What's cái his job? What his job? What is his job? He's a TV news news. presenter. Very good. Như vậy là ông sẽ nói về công việc của ổng. Dạ. Thank you Đạt. Và cái công việc của ổng là một cái người gì các bạn, phát thanh viên. Đó bắt buộc chỗ số 14 này cần phải điền một cái danh danh từ. Vậy mình thì phải nghe là một cái danh từ chỉ về cái nơi mà ông ta làm việc đầu tiên sau khi ông ta tốt nghiệp đại học. Vậy các bạn phải cố gắng nghe những cái từ là first job, the university, vân vân, và local, và cái từ là cái đó, cái chỗ, cái tổ chức hay là cái công ty hay cái gì đó ở địa phương. Lưu ý là trong bài cái chữ local người ta sẽ không nói, mà có khi người ta dùng chữ home, hometown. Hometown chính là quê đấy, hay là home, home city chẳng hạn như vậy. Thì thay thay vì mình nghe từ local, người ta không dùng từ local, người ta dùng những từ này, thì mình cũng phải để ý ha, và xem thử người ta gắn liền với cái công ty nào hay tổ chức nào để chỉ ra cái nơi làm việc đầu tiên của ổng sau khi ổng tốt nghiệp đại học các bạn ha. Rồi bây giờ câu số 15. Câu số 15. Những cái từ mình cần gặp này, cần gặp này. Before presenting news. Look through days. Như vậy là mình sẽ nghe là trước khi mà trình bày bản tin đấy, thì ổng nhìn vào cái gì trong ngày. Như vậy chắc chắn chỗ này sẽ là một danh danh từ, ổng nhìn qua, ổng đọc qua cái gì ở trong ngày. Như vậy mình xem thử ổng nhìn qua, ổng đọc qua cái gì khi mình nghe. Được chưa các bạn? Vậy chắc chắn chỗ này phải là cái gì thôi các bạn ha. Rồi, câu 16, câu 16. Tiếp theo là careful about which gì đó he wears. Như vậy đây chúng ta có là rất cẩn thận về cái gì đó ở chỗ này mà anh ta mặc. Như vậy chỗ này cái câu 16 bắt buộc phải là một danh từ chỉ về quần quần áo đúng chưa? Bởi vì mình có động từ he wears này. Vậy mình sẽ nghe một cái thứ quần áo, loại quần áo nào đó mà ông ta rất là chăm chút để mà ông ta mặc. Như vậy ở chỗ này có khi là mình phải cẩn thận, vì đôi khi ông ta nói thứ hai ba thứ quần áo khác nhau, nhưng mà mình chỉ chọn nghe cái danh từ nào chỉ về cái quần áo mà ông ta quan tâm nhiều. Quan trọng đúng không ấy? Rồi, câu số 17. Câu số 17 chúng ta có những cái từ quan trọng này, files, names, difficult say correctly. Như vậy ở đây chúng ta có sometimes files, names, difficult say correctly. Ở đây ý là ổng thấy rằng cái việc mà phát âm hay nói cho đúng tên của, như vậy chắc chắn là của cái gì đó hay của người nào đó rất khó để cho ổng phát âm đúng không? Như vậy chắc chắn chỗ số 17 này cũng là một danh danh từ chỉ về người, chỉ về vật, hoặc là có thể là nơi chốn gì đó đúng không các bạn? Như vậy chỗ này chúng ta điền một cái danh từ ở đây, và nếu có some ở đây thì cái khả năng danh từ số nhiều rất là cao. Ông ta thấy rằng việc phát âm một số tên gì đó rất là khó cho ông ấy, thì ông đọc tin đó, ông đọc tin đó. Number 18,
Chúng ta có những từ là enjoys này, presenting news này, topic. Vậy ông ta thích ông ta thích đọc những cái tin với chủ đề. Về chỗ này cũng là danh, danh từ chỉ về một cái chủ đề mà ông ta thích. Các bạn lưu ý là chỗ này thay vì enjoys thì ông ta có thể nói là interested in, hay là keen on, hay là like, hay là love. Chứ chưa chắc là ông dùng từ động từ enjoys này khi ông ta nói. Do đó mình phải để ý chỗ này ha. Rồi, câu số 19. Like, be, would like be. Như vậy chắc chắn, future. Như vậy chắc chắn ở chỗ, cái này họ viết sai. Họ viết liền, nó bị lỗi đến máy. Future. Thì chắc chắn cái chỗ này sẽ là một cái nghề nghiệp. Đúng không các bạn? Ông ấy muốn trở thành một người nào đó trong tương lai. Vậy danh từ chỉ nghề nghiệp. Được chưa các bạn? Cô vừa đi qua một cái bước gọi là phân tích cái câu hỏi để xem thử những cái loại từ nào mình cần điền trong cái câu hỏi đó. Các bạn được ổn chưa? Cái chỗ này các bạn ổn chưa? Được chưa các bạn? Any questions? Okay, thank you Hương for answering me. Okay, bây giờ cô sẽ cho các bạn một số cái từ mà các bạn có thể cần khi các bạn nghe nha. Chúng ta có từ journalist. Journalist. Journalist là nhà báo. Nhà báo. Preparation. Preparation là sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị. News report là bản tin. Bản tin. News report. Những cái bản tin. Ở đây mình ghi số ít thôi nhỉ. Bản tin. TV studio. TV studio là cái trường quay ở đài truyền hình. Trường quay ở đài truyền hình hay là phòng thu, phòng ghi hình ở đài truyền hình. Các bạn có kịp không các bạn? Nãy giờ cô nói như thế các bạn có theo kịp không? Theo kịp không các bạn ơi? Theo kịp không các bạn? Các bạn không theo kịp các bạn nói. Dạ kịp cô. Ok, thank you. Các khi nào các bạn không theo kịp hay cái gì đó, các bạn cứ ngắt lời cô nói, bởi vì cô không nhìn thấy mặt các bạn được. Tại sao cô không biết như thế nào. Các bạn đừng có ngại là bất lịch sự khi ngắt lời cô, cứ ngắt lời thoải mái. Bởi vì là mình cũng thông cảm với nhau khi mình ngồi học trên đây, mình không thấy mặt nhau mà. Nha, do đó. Cô. Nói đi con. Dạ, cái preparation này gì cô? Này cô nói nghiêm Preparation là sự chuẩn bị. Preparation, sự chuẩn bị. Cô nói lại nha. Journalist là nhà báo. Preparation là sự chuẩn bị. News report là bản tin. Không, cảm ơn cô. Ok. TV studio là cái trường quay hay là cái phòng ghi hình ở đài truyền hình. Tiếp theo chúng ta có từ editor. Editor là biên tập viên. Biên tập viên. Biên tập viên. Fashion, chắc cái từ này nhiều bạn biết nhỉ. Fashion là thời trang. Thời trang. Challenge là cái sự thử thách. Sự thử thách. Trong bài thì nó tương đương với từ difficult đấy. Có khi ổng không nói từ difficult mà ổng dùng từ challenge thì mình cũng phải để ý ở câu 17 đấy. Sự thử thách, khó khăn. Và một từ nữa là từ politics. Chính trị. Chính trị. Ok. Power on. Bluetooth mode. Như vậy đó là một số cái từ mà cô nghĩ các bạn cần. Bây giờ cô sẽ không biết các bạn có thắc mắc gì không trước khi cô mở cái. Biết các bạn có thắc mắc gì không? Cô bắt đầu mở cho các bạn nghe nhé. Các bạn bắt đầu nghe ha. Chúng ta cũng sẽ nghe hai lần nha các bạn. Now turn to part 3.
Questions 14 to 19. For each question, write the correct answer in the gap. Âm thanh cỡ đó được chưa các bạn? Âm thanh cỡ đó được chưa các bạn? Các bạn nghe được không? Được. Ok, thank you. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta nghe ha. Write one or two words or a number or a date or a time. Work as a team. You will hear a man called Phil Lam telling a group of students about his work as a TV news presenter. Hi, many thanks for inviting me. I've been a TV news presenter for 4 years now. I did a couple of other jobs after university, first in radio in my home city, and then as a journalist on a magazine. I enjoy both jobs very much. I present the 5 o'clock evening news. There's a lot of preparation to do before I start. First, I get the newspapers and go through each one carefully. That way I understand what's in the news reports I have to present that day. Then I have meetings with the editor of the news program in the TV studio. After that, I have to spend a bit of time choosing the right jacket to put on. I think it's really important because that's what you see when I'm sitting at my desk reading the news. But at least I don't need to worry about my trousers or my shoes, as no one gets to look at those. What do I find particularly difficult? Well, I sometimes say things wrongly. I don't often make mistakes with the names of cities or countries, whatever the language, but it's names of people which I sometimes find a real challenge to get exactly right. Now, I can't choose what news to present, of course, but I do have my favourite topic. I really enjoy business, so reading news about that is always interesting to me. For some of my colleagues, the most interesting subject is politics, or even fashion. We're all different. What about the future? I've been told I could make a good actor. I've never been attracted by that, though. As a teenager, I always dreamt of becoming a producer. I still think it would be exciting if I get the chance. Maybe I'll do that one day. Now, any questions? Được không các bạn? Có ổn không? Hơi nhanh nhỉ? Ông đồng nói hơi nhanh nhỉ? Chúng ta sẽ nghe một lần nữa ha. Các bạn sẵn sàng nghe lại lần thứ hai chưa? Chúng ta nghe lại lần thứ hai nhé. Ok. Now listen please. Now listen again. Hi, many thanks for inviting me. I've been a TV news presenter for 4 years now. I did a couple of other jobs after university, first in radio in my home city, and then as a journalist on a magazine. I enjoy both jobs very much. I present the 5 o'clock evening news. There's a lot of preparation to do before I start. First, I get the newspapers and go through each one carefully. That way I understand what's in the news reports I have to present that day. Then I have meetings with the editor of the news program in the TV studio. After that, I have to spend a bit of time choosing the right jacket to put on. I think it's really important because that's what you see when I'm sitting at my desk reading the news. But at least I don't need to worry about my trousers or my shoes, as no one gets to look at those. What do I find particularly difficult? Well, I sometimes say things wrongly. I don't often make mistakes with the names of cities or countries, whatever the language. But it's names of people which I sometimes find a real challenge to get exactly right. Now, I can't choose what news to present, of course, but I do have my favourite topic. I really enjoy business, so reading news about that is always interesting to me. For some of my colleagues, the most interesting subject is politics, or even fashion. We're all different. What about the future? I've been told I could make a good actor. I've never been attracted by that, though. As a teenager, I always dreamt of becoming a producer. I still think it would be exciting if I get the chance. Maybe I'll do that one day. Now, any questions? Any questions? Okay.
Có sửa được chưa các bạn? Có sửa nhé. Có sửa các bạn nhé. Hay là các bạn muốn nghe lần nữa? Các bạn có cần nghe lần nữa không trước khi cô sửa không? Yes or no? Sửa, ok, thank you Hương. Ok. Ok, thank you Tấn. Rồi các bạn nhìn màn hình của cô ha. Câu đầu tiên là câu 14. Như vậy sau khi tốt nghiệp đại học, cái công việc đầu tiên của ổng là ổng làm cho cái gì ở tại quê hương của ổng? Cô mời bạn Diễm Trinh. Trinh ơi, Trinh trả lời giúp cô với. Ủa Trinh, câu trả lời là gì con, nghe được không con? Trinh ơi. Hello Trinh. Trinh có ở đây không? Trinh có ở đây không Trinh ơi? Chà, thấy mấy máy thì ở đây, bật lên ở đây ngồi mà không biết chạy đi đâu rồi nhỉ? Thôi cô mời. À, Trinh có không con? Thôi Như Quỳnh đi. Như Quỳnh trả lời giúp cô đi Như Quỳnh. Như Quỳnh ơi. Vừa nói xong cái Như Quỳnh rời khỏi cuộc họp này, chắc là bị lát rồi. Phương Linh. Phương Linh có ở đây không Phương Linh? Phương Linh ơi. Ngô Phương Linh. Em chưa nghe được. À con nghe không được. Thôi bây giờ con cho cô câu khác cũng được. Câu 15 con nghe được không? Dạ không ạ. 16. Nghe em chưa. Con nghe được câu nào trong tất cả những câu đó? Dạ không được hết cô. Từ câu nào hết, ok, không sao. Cô mời bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai. Ngọc Mai có nghe được không con? À Tấn nghe được câu 17 là challenge. Ok, rồi cô sẽ ghi lại cái chữ challenge. Nhưng mà chắc chắn là không ổn rồi đó Tấn. Tự vì là cô đã cho cái từ đó, là cái từ đó nó không ra đâu con à. Cô dạy gì cô cho cái từ mà các con chuẩn bị nghe. Ok, tuy nhiên đây là cái câu mà Tấn nghe được. À bạn nào nghe được câu số 14 cho cô đi. Cho cô thử xem là sau khi đại học, Thu Hương nghe được không con? Sau khi đại học xong thì ông làm công việc đầu tiên ở đâu? Thu Hương nghe được không Thu Hương? Dạ nhanh quá em nghe không kịp cô. Không kịp, ok. Ok, journalist, ok. Cái từ này cô cũng cho rồi đó. Thi hả? Con là Thi hả? Sang Thi hả? Đoàn Hữu Sang Thi, cô đoán vậy hả? Ok, cô không biết cái trong này cái tên như nó chạy ra sau, nó giống như first name, last name. Ok, rồi, thôi journalist, bây giờ mình nghe thử nó có phải là journalist không nha. Ông làm cái journalist cho, xin lỗi, ông làm journalist thì được rồi, nhưng mà ở cho một cái nhà báo địa phương hả? Ok, journalist, chúng ta cứ nghe lại nha, cô mời các bạn nghe lại nè. I could make, I still think it would be exciting if I get the chance. Now listen again. Hi, many thanks for inviting me. I've been a TV news presenter for 4 years now. Yeah, he said that he's been a TV news presenter for 4 years now. Tức là làm nghề này đã được 4 năm rồi. Làm cái nghề mà phát thanh viên trên đài truyền hình đấy, đã được 4 năm rồi. I did a couple of other jobs after university. Yeah, I did. I'm not, I did a couple of jobs after university. Như vậy là vừa mới nói cái chỗ university đó đó. Bây giờ mình tập trung là nghề đầu tiên là nghề gì? I did a couple of jobs after university. Tức là sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi làm một vài công việc. First in radio in my home city. Okay, ở đâu các bạn? First in my in the radio in my home city. Như vậy đây mình có cái này là cái gì rồi các bạn? Đây là cái quê của ổng. Và ổng làm cho cái gì? Cho cái đài phát thanh, đúng không? Radio ở đây là đài phát thanh. Đài phát thanh của quê ổng. Như vậy trong cái câu 14, trong câu 14 chỗ này, mình đã cho quê là đây này. Như vậy ổng làm công việc này ở trên đài phát thanh. Như vậy cái chỗ số 14 còn thiếu đó là cái từ gì các bạn? Từ radio. Ok, radio. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe vì sao cái từ journalist của bạn Thi là sai. Cô mời các bạn nghe tiếp nha. And then as a journalist on a magazine. Yes, okay. Và ông ta nói là and then.
Okay. A journalist for a magazine. Như vậy nếu mà phải chọn thì mình chọn chữ magazine này chứ không có chọn chữ journalist, bởi vì ở đây người ta nói là làm việc ở tại một cái gì đó của địa phương chứ không phải làm nghề gì. Ok, nhưng mà magazine cũng sai mà journalist cũng sai nốt. Đúng sẽ là radio. Ok. Câu 15, ổng phải nhìn qua cái gì trước khi ổng lên sóng truyền hình? Có bạn nào có câu trả lời cho cô, câu trả lời đi. Hoàng Yến nghe được không Yến ơi? Yến nghe được không con? Nghe không được. Nghe không được. Yến nghe được câu nào còn lại? Câu 16, 17, 18, 19. Yến nghe được câu nào không? Dạ, như em nghe câu 19 là producer. Producer, ok. Thank you Yến. Như vậy Yến có một câu ở đây là producer. Ok. 16, 17, 18, 19. Ok. Ok, như vậy là Yến đã nghe producer. Cô đã vừa thấy ai đó vừa mới trả lời được câu nào đó, để cô xem thử ai trả lời câu nào. Newspaper, bạn Đạt Thanh Tùng có cho cô Châu trả lời là newspaper của câu 15. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái câu số 15 có đúng như Tùng nói hay không nhé. Mời các em nghe. I enjoy both jobs very much. I present the 5 o'clock evening news. Dạ, ông nói là ông present the 5 o'clock evening news. Ok, tức là ông chịu trách nhiệm về làm phát thanh, làm phát thanh viên của cái chương trình tin thời sự buổi tối lúc 5 giờ. Buổi chiều tối lúc 5 giờ. There's a lot of preparation to do before I start. Yes, ông nói là there is a lot of preparation to do before I start. Okay. Trước khi bắt đầu thì phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. First, I get the newspapers. Yeah, đầu tiên ông làm gì? First, I get the newspaper. Okay. Đầu tiên là ông phải lấy báo. Okay. First, I get the newspaper. I start. First, I get the newspapers and go through each one carefully. Yes, and I'm gonna and go through each one carefully. Carefully. Okay. Như vậy là đầu tiên là phải lấy báo, rồi sau đó làm gì các bạn? Đọc qua mỗi tờ báo, đọc những cái tờ báo rất là cẩn thận. Okay. Như vậy chỗ này bạn Đạt hả con? Bạn gì nhỉ? Bên này là bạn gì? Tùng đã đưa cái câu trả lời rất là chính xác. Như vậy ổng bắt buộc phải trước khi trình bày bản tin này thì ổng bắt buộc phải đọc báo. Nhưng mà chỗ này mình nên thêm cho số nhiều là ổn. Ok, very good Tùng. Excellent. Ok. Rồi, bây giờ sang câu 16, ổng cần phải cẩn thận về cái loại quần áo nào ổng mặc vậy các bạn? À, suit, bạn Thu nghe được là suit. Cảm ơn Thu nha. Như vậy Thu nghe được là suit. Phải chọn cho được một cái bộ suit để mặc. Giờ chúng ta nghe thì giống như Thu nói không ha? That way I understand what's in the news reports I have to present that day. Then I have meetings with the editor of the news program in the TV studio. Yeah, sau khi ổng chuẩn bị rồi thì he has a meeting with the editor. Và có một buổi họp, cuộc họp với lại là ông biên tập viên trước khi mà lên sóng đấy. After that, I have to spend a bit of time choosing the right jacket to put on. After that, I have to spend a bit of time choosing the, các bạn nghe được loại quần áo nào? Jacket to put on. Okay. Chúng ta nghe lại chỗ đó nào. TV studio. After that, I have to spend a bit of time choosing the right jacket to put on. Yeah, choosing, ông dùng cái từ the right jacket to put on. Sau đó thì phải bắt buộc là phải chọn lựa đúng cái áo, là cái áo khoác ở ngoài đấy, đúng để mà mặc. Okay, rồi ông ta nói tiếp gì nữa? I think it's really important because... Yeah, I think this is really important. Như vậy trong cái câu 16 của mình đấy các bạn, à, ông nói ông phải rất cẩn thận về cái loại quần áo ông mặc thì nó nằm ở chỗ này. Như vậy câu trả lời chỗ này là chữ gì mới đúng các bạn? Chữ jacket, ok, là cái thứ quần áo mà ông phải mặc chứ không phải là cái suit. Bây giờ chúng ta nghe thử là cái suit ông nói như chỗ nào mà vì sao bạn Thu bị nhầm. Mời các bạn nghe.
Because that's what you see when I'm sitting at my desk reading the news. But yeah, because I'm not really important là bởi vì that is what you see when I sit at my desk reading the news. Rõ ràng rồi. Khi mà ngồi tại bàn để đọc tin thì người ta đâu có thấy phía dưới, chỉ thấy cái phía trên, tức là chỉ thấy cái áo áo khoác gì đó, là chọn cái áo khoác là rất là cẩn thận. Right? À, cô xin lỗi là cô nói với cái âm lượng như thế không? Cô không có dùng mic, cô không có dùng cái tai nghe. Các bạn nghe có rõ không? Cô nói như vậy vừa chưa hay các bạn nghe rõ không các bạn? Các bạn nghe rõ không? Dạ rõ cô. Ok, thank you. Nếu như mà cô nói cái gì đó nó nhỏ hay gì đó, các bạn phải nói để cô biết mà điều chỉnh cho nó phù hợp ha. Ok, bây giờ chúng ta nghe tiếp thì chỗ nào mà có nói cái suit không nhỉ? At least I don't need to worry about my trousers or my shoes, as no one... Yeah, ông ta nói là at least, ok. I don't have to worry about my trousers or my shoes. À, chắc là Thu nghe chữ này rồi. Chữ đó là chữ shoes chứ không phải chữ suit đó, Thu ơi. Tức là bởi vì ổng ngồi ngay cái bàn mà người ta chỉ thấy cái jacket của ổng thôi, thành ra là chẳng phải lo lắng gì về quần hay là giày. Không ai nhìn tới cái đó đâu. Ok. Như vậy cái chữ mà Thu nghe có lại chữ shoes đó con, chứ không phải chữ suit. Ok. Như vậy chữ câu 16 sẽ là jacket. Ok. Rồi bây giờ sang câu 17 các bạn. Câu 17. Ổng cảm thấy phát âm cái tên của cái gì là khó khăn. Thì hồi nãy Tấn lại cho cô cái chữ challenge rồi. Và mình sẽ, nếu mà có challenge mà ở đó thì là tên của những cái sự thử thách hay là thách thức khó để phát âm thì nó có vẻ không hợp lý lắm. Không biết là có bạn nào có câu trả lời khác hay không? À, Thu nói là, à, Thu Hương nói là country. Ok, country. Nếu mà country thì chúng ta cũng nên đưa nó vào số nhiều luôn đi ha. Rồi bây giờ mình nghe xem thử có đúng là country hay không. Gets to look at those. What do I find particularly difficult? Yeah, ông dẫn đâu cái câu nói luôn. Ông dẫn cái câu nói là what did I find particularly difficult? Okay. Oh, cái gì mà tôi cảm thấy khó khăn nhỉ? Bây giờ ông ta mới nói cái khó khăn đây. Well, I sometimes say things wrongly. Yeah, sometimes say things wrongly. Thỉnh thoảng nói sai. Ok, nhưng mà chưa nói là phát âm cái gì nó xa, à, không khó khăn. I don't often make mistakes with the names of cities or countries. Yes, ông nói là I often. À, xin lỗi, cô nghe lại. Cô nghe lại chữ đó là chữ don't hay là don't often hay là often. It's wrongly. I don't often make mistakes with the names of cities or countries. À, ông nói rõ. I don't make. Ok, I don't make mistakes with the names of cities or countries. Ok. Nếu như các bạn không nghe được chữ don't này thì các bạn lưu ý là ở đây có tới cities hay là countries bạn. Thì như vậy là mình cũng khó lựa chọn một trong hai cái, bởi vì trong cái bài này người ta chỉ cho mình là một hoặc hai từ mà thôi. Do đó cái khả năng mà chọn viết cả ba chữ như thế này là không ổn, thì thành ra là mình cũng loại bỏ nó đi. Nhưng mà ở đây ông ta nói là don't make mistake, tức là khi phát âm tên của thành phố và quốc gia, ông ta không có phát âm sai. Mistakes with the names of cities. I don't often make mistakes with the names of cities or countries, whatever the language, but it's names of people which I sometimes find a real challenge to get. Yeah, okay. Ông ta nói là but the names of what? Be people. I sometimes find a challenge. Okay, chúng ta nghe lại chỗ đó ha. Better the language, but it's names of people which I sometimes find a real challenge to get exactly right. Yeah, find a real challenge to get it exactly right. Như vậy cái khó khăn đối với ông là tên của ai các bạn? Be people chứ không phải là country. Ok. Rồi chúng ta sang câu số 18. Câu số 18. Chúng ta cần điền cái từ là chủ đề nào. Như vậy các bạn đã nghe được chủ đề nào ở đây? À, Nguyễn Luân đã nghe được cái chữ tên rất là tốt. À, đúng là chữ names. À, name, xin lỗi, chữ name. Nhưng mà name là name của cái gì cơ? Trong bài mình có chữ name rồi. À, chính cho cô cái từ business. Ok. Như vậy ở đây chúng ta xem thử bạn chính nói là business thì có đúng hay sai. Mời các bạn nghe nhé. Now, I can't choose what news to present, of course.
I can't choose what news to present. Không, tôi không chọn được là cái loại tin nào để tôi đọc. But I do have my favorite topic. À, ông nói rất là rõ này các bạn. I do have my favorite topic. Ok, bây giờ ông chuẩn bị nói cái chủ đề mà ông ưa thích là cái gì rồi đó. My favorite topic. I really enjoy business. So... Yes, ok. Nói rất rõ luôn ha. I really enjoy business. Ok, I really enjoy business. Như vậy cái chủ đề mà ông ta ưa thích sẽ là business. Ok. Mình nghe xem thử là có bị nhiễu, có bị thông tin nào khác được không? Reading news about that is always interesting to me. Yes, và ông ta nói rõ thêm là reading news about that, that ở đây là cái business, okay, is always interesting to me. Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng chắc chắn là business. For some of my colleagues, the most interesting subject is politics. Or even fashion. Yes, okay. Và ông ta gây nhiễu một chút nhưng mà may quá chỗ này nó nhanh quá khó nghe lắm các bạn, thành ra không nghe được lại càng hay. Okay, ông ta nói là some of my colleagues. Okay, đồng nghiệp đấy thì they like something like politics or fashion. Như vậy những cái người đồng nghiệp thì lại thích về chính trị hoặc là thời trang, còn ông thì ông thích business. Very good. Rồi bây giờ chúng ta hồi nãy bạn nào đó đã cho cô câu trả lời là producer của câu 19, chúng ta nghe thấy có phải là cái nghề mà ông ta muốn là producer hay không? Là nhà sản xuất hay không? Well, we're all different. What about the future? I've been told I could make a good actor. Yeah, ông ta nói là I've been told that I could make a good actor. Okay, như vậy có một cái nghề nhưng mà nghề này thì ông chưa nói là ông có muốn hay không. Người ta nói với ông rằng là ông sẽ trở thành một diễn viên giỏi. I've never been attracted by that though. Yes, ông ta mới nói là I've never been attracted by that though. Chưa bao giờ ông thích làm nghề diễn viên cả. Như vậy nếu bạn nào nghe từ actor là sai rồi đó, hơi các bạn ha. As a teenager, khi là còn phải bị thanh niên đấy. I always dreamed of becoming a producer. Yeah, I always dream to become a producer. Như vậy chắc chắn câu trả lời là gì các bạn? Là producer. Very good. Okay. So you have any questions? Do you have any question for part 3? Yes or no? Ladies and gentlemen? Yes or no? Có ai thắc mắc gì không các bạn? Bài này được chưa các bạn? Được rồi ha. Cô hy vọng vậy vì không thấy ai trả lời cả gì cả. Rồi nếu như các bạn không có câu hỏi gì, chúng ta sang phần tiếp theo của cái bài 3 nha. Bài 4, phần 4. Part 4, test 3. Ok. Cô mời các bạn nhìn vào phần 4. Lưu ý là cái phần này mình có bao thời gian bao lâu để đọc câu hỏi vậy hả? Bạn bao nhiêu lâu để đọc câu hỏi vậy hả bạn Lệ Uyên? Nguyễn Viết Lệ Uyên hả con? Lê Uyên. Nguyễn Viết Lê Uyên. Phần này mình có bao nhiêu giây để đọc câu hỏi hả Uyên ơi? Uyên nghe cô nói không Uyên? Uyên dạ ơi. Có cô. Bao nhiêu giây để đọc câu hỏi về con phần 4 á? Nhớ không con? 45 giây. Phần 3 mình có 20 giây các bạn, phần 4 mình có 45 giây. Còn phần 1, phần 2 không có giây nào cả, người ta đọc câu hỏi mà mình phải chịu khó mình đọc và mình nghe luôn. Được không các bạn? Như vậy nhớ là phần 3 mình có 20 giây để phân tích câu hỏi, phần 4 thì mình có 45 giây để phân tích câu hỏi nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào cái phần này với cô. Như vậy là trong đây chúng ta sẽ nghe một cái đoạn phỏng vấn trên đài truyền thanh với một cô ca sĩ trẻ tên là Mandy. Ok. Câu 20 này các bạn gạch dưới những cái từ khóa này, started working. Ok, DJ. DJ thì các bạn biết là gì rồi chứ ha? DJ chắc bây giờ các bạn trẻ còn rành hơn các cô ấy chứ. DJ là viết tắt của chữ disc jockey. Disc jockey. Disc jockey ở đây trong trường hợp này là người chơi nhạc, phối nhạc, chơi nhạc tại các thường là các buổi biểu diễn ca nhạc hay là tại các câu lạc bộ đêm, các sàn nhảy vân vân. Ok, những người này thực sự là họ phải có khả năng như thế nào nhỉ? Khả năng về âm nhạc,
hiểu biết về âm nhạc và phối hợp rất là sáng tạo để tạo ra cái loại nhạc mà làm cho cái người nghe, thường là giới trẻ đấy, rất là thích thú. Okay, thì cái nghề đó gọi là DJ. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Như vậy ở đây là started working DJ, bắt đầu làm việc như là DJ. Khi nào? Thứ nhất, once, afford equipment. Chúng ta có động từ afford là có khả năng mua được. Như vậy cô ấy làm nghề DJ ngay khi mà cô ấy mua được những cái trang trang thiết bị, đúng không các bạn? Ngay khi cô một khi cô đã mua được, tức là mua được cái làm luôn đấy. Once ở đây là một khi mà đã mua được đấy các bạn, có nghĩa là ngay lập tức đấy. Rồi, after lost job nurse. Như vậy cô ấy làm nghề DJ sau khi đã bị mất việc là một y tá. Như vậy làm y tá rồi mất việc thì mới chuyển qua nghề DJ. Tí nữa mình nghe có đúng như vậy không ha? When first left school, khi vừa nghỉ học. Vừa nghỉ học là làm DJ luôn. Như vậy cái nào tí nữa mình nghe. Câu 21, những cái từ quan trọng nè. What say singing career? Như vậy cô ấy nói gì về cái nghề nghiệp ca sĩ của cô? Ok. Started by chance ở câu A có nghĩa là gì các bạn? Bắt đầu một cách tình cờ, tức là không có ý định làm ca sĩ nhưng mà có một cái sự việc gì đó xảy ra làm cho cô ấy trở thành ca sĩ luôn. Took years of practice, tức là cái nghề ca sĩ của cổ làm cổ mất rất nhiều thời gian để luyện tập. Began with song she wrote. Như vậy là cô ấy mở đầu nghề ca sĩ của cổ bắt đầu bằng việc là hát một bài hát do chính cô ấy sáng tác. Number 22, new song about. Cái bài hát mới của cổ viết về cái gì? Making new friends, kết bạn. Changing mind, thay đổi tư duy. Thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư duy. Find life difficult, về việc là cuộc sống đầy khó khăn. Thấy cái cuộc sống này khó khăn. Về finding life difficult là thấy cuộc sống này khó khăn. Như vậy mình nghe thử là cái bài hát mới của cổ là về cái gì? 23, how Mandy feel new CD. Cô ấy suy nghĩ gì, có cảm nghĩ gì về cái đĩa mới của cổ? Sure, people like it. Cô ấy chắc chắn rằng khán giả sẽ thích nó. Please, what she has achieved. Chúng ta có động từ achieve là đạt được. Please là hài lòng. Như vậy là cô ấy hài lòng với cái mà cô ta đã đạt được. C, sorry, wasn't ready on time. Cô ta tiếc là nó đã không ra đúng lúc, ra đúng 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 cái thời điểm. À, xin lỗi, không phải là đúng thời điểm mà đúng như lời đã hứa. Ví dụ cô nói là tháng 8 tôi sẽ ra đĩa nhưng mà tháng 8 không ra được đó. Tức là ra đúng thời hạn, thời gian. Ok. Rồi, bây giờ mình sang câu 24. Favorite songs. Bài hát ưa thích của cổ là gì? Easy to dance to là những cái bài hát như thế nào các bạn? Dễ mà để mà khiêu vũ theo nó. Other women have written. Vậy cô ấy thích những cái bài mà những cái phụ nữ khác, những cái nhà sáng tác nữ khác viết. Have interesting words. Cô ấy bài hát ưa thích của cổ là những bài hát có những cái lời thú vị. Cái lyrics á, cái lời của bài hát thú vị, hấp dẫn. 25, future plans. Vậy kế hoạch trong tương lai là gì? Learn another instrument. Học một cái instrument là gì các bạn? Nhạc, nhạc cụ, học một cái nhạc cụ khác ha. Run a business là gì các bạn? Điều hành cái công việc kinh doanh của chính mình. Như vậy là sở hữu hay là có một cái công việc kinh doanh của chính mình. Working television, làm việc ở đài truyền hình. Ok, như vậy đây là những cái và cái phần mà cô vừa phân tích câu hỏi và các lựa chọn của từng câu hỏi với các bạn để chúng ta chuẩn bị nghe. Bây giờ cô sẽ cho các bạn có thắc mắc gì về câu hỏi này không trước khi cô chuyển sang cho các bạn từ. Các bạn có thắc mắc gì về các câu hỏi không các bạn? Any questions? Yes or no? No? Ok. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn một số cái từ mà cô nghĩ các bạn cần để nghe nhé. Trong cái bài phỏng vấn này các bạn sẽ nghe một số cái từ như sau. Chúng ta có động từ look after. Look after là chăm sóc. Look after là chăm sóc. Elderly people. Elderly people là người như thế nào các bạn? Người lớn tuổi. Mình dùng cái từ elderly là một cách kính trọng đấy. Elderly people, người lớn tuổi, người già đấy. Immediately, trạng từ.
immediately. Immediately là ngay lập tức. Ngay lập tức. Immediately. Enter. Enter. Chúng ta có động từ enter. Là ở trên cái bàn phím của các bạn nó có cái động từ enter đấy. Nhưng mà cái enter ở đây là nó nằm trong trường hợp là enter a competition. Enter a competition là tham gia một cuộc thi á các bạn. Tham gia một cuộc thi. Enter a competition là tham gia một cuộc thi. Do live singing là gì các bạn? Hát trực tiếp trên sân khấu. Hát trực tiếp trên sân khấu. Do live singing. Trình diễn trực tiếp đó các bạn. Church. Danh từ church. Danh từ church là giám khảo. Ở trong trường hợp mà tại một cuộc thi thì church trở thành là giám khảo. Còn trong cái ở tòa thì là quan tòa. Ở đây là giám khảo. Church. Professionally. Chắc các bạn đoán được từ này ha. Bây giờ hay nói là pro ghê, mày pro ghê. Ok. Chuyên nghiệp, một cách chuyên nghiệp. Professionally, một cách chuyên nghiệp. Chúng ta có danh từ record là cái đĩa thu âm. Danh từ record là đĩa thu âm, đọc là record. Nhưng khi nó là động từ thì lại đọc là record. Record là danh từ, động từ là record. Động từ record có nghĩa là thu âm. Danh từ thì có nghĩa là cái đĩa giống như đĩa CD hay là đĩa thu âm nói chung đấy. Chúng ta có cái cụm từ là to be up and down, có nghĩa là lúc vui, lúc buồn, không ổn định, lúc này, lúc kia không ổn định. Lúc vui, lúc buồn, thất thường, gọi là thất thường, lên lúc xuống đấy. Tính từ satisfied. Tính từ satisfied, thỏa mãn, hài lòng. Thỏa mãn, hài lòng. Satisfied. Tiếp theo các em có tính từ proud. Proud là tự hào. Tự hào. Proud. Thường thường cái chữ proud nó đi, nó cách dùng nó như thế này này các em. Proud of somebody hay là something. Có nghĩa là tự hào về ai hay là tự hào về cái gì. Proud of somebody, proud of something. Tự hào về ai hay tự hào về cái gì. Trong bài các em sẽ nghe cái cụm từ the public. The public ở đây trong trường hợp này là nói chung là people in general. Có nghĩa là công chúng. Hoặc trong nhiều ngữ cảnh nó có nghĩa là khán giả, the public, công chúng hay là khán giả. Chúng ta có từ male, female là nữ hay là thuộc về giới nữ. Và male là nam, thuộc về giới nam. Female là nữ và male là nam. Artist. Artist là nghệ sĩ. Nghệ sĩ. Artist, nghệ sĩ. Project. Danh từ dự án. Project, đọc là project. Danh từ dự án. Ổn không các em ơi? Được không các em? Có từ nào câu nói nhanh quá các em chép không kịp không? Được không các bạn? Thì that's okay. Thì that's okay. Được chứ hả các bạn? Okay, thank you Chính for answering me. Okay, nếu như các em không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ nghe bài này ha. Các em lưu ý là với một cái bài như thế này thì đôi khi mình hay bị đi lạc đấy. Tức là mình không biết người ta đang nói chỗ nào thì các em phải cố gắng dựa vào những cái từ khóa trong câu hỏi đó các em. Để biết là người ta đang nói tới đâu. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là thường thường một cái câu hỏi của cái người phỏng vấn thì sẽ tương ứng với một cái câu hỏi ở trong bài của mình.
Do đó nếu mà mình bị lạc, người ta hỏi xong rồi, người ta nói xong rồi mà mình không biết nói xong chưa, thì mình nghe người ta hỏi câu tiếp theo thì mình nhìn vào câu tiếp theo nhé. Thường thường thôi, chứ đôi khi có một khi một câu hỏi mà ở đây nó tương ứng với hai câu hỏi trong của mình rồi. Mà thường thường là cứ một câu hỏi là tương ứng với một câu hỏi của mình các em ha. Một câu hỏi trong đoạn phỏng vấn đấy. Bây giờ cô mời các bạn nghe nha. Now turn to part 4, questions 20 to 25. For each question, choose the correct answer. You have 45 seconds to look at the questions for part 4. Mandy, you will hear... You will hear a radio interview with a young singer called Mandy. Âm thanh được chưa các bạn ơi? Các bạn nghe được không? Âm thanh vậy ổn không các bạn? Dạ được cô. Ok. Hi Mandy, you started off as a successful disc jockey and now you're a singer in a great new band. When did you get your first job as a DJ? Well, when I finished school, I trained as a nurse for a year, but I wasn't very good at that. I'd always loved music and I wanted to save money to buy equipment, so I started looking after elderly people. As soon as I had enough, I bought what I needed. I got my first job as a disc jockey almost immediately. But then you started singing instead. How did that happen? Well, I'd been a disc jockey for about 4 years. Then last year, I read about a DJ competition in Ireland and I entered. I did some live singing on stage that night and one of the judges asked me if I'd be interested in singing professionally. I was very lucky, really. So now you're in a band called Dish. Tell us about your new record, the one that's in the shops now. Yes, it's called Up and Down. It's about a girl who is never really happy with her life. She's always up and down, wanting too much and never being satisfied. I'm not that kind of person, fortunately, nor my friends. It does have a nice ending. And you're working on a new CD? Yes, but we haven't finished recording that yet. There are still two more songs to do, but I'm very proud of it. It's traditional rock, but we've included some electronic music too to make it really unusual. I just hope the public will buy it. We think it's great. And what kind of music do you listen to at home? That's difficult. The music I like best has words that mean something to me, I suppose. I love dance music too, but you can't listen to it all the time. And I generally prefer female artists to male, I think, too. But that depends on the singer. And your future plans? Oh, I've got so much work to do at the moment. Television performances and concerts, it's hard to plan. But I'd really like to own a nightclub one day. Somewhere great to dance, so that's my next project. One day, perhaps I'll try to learn to play the guitar. That would be nice. But I'm too busy to think about it at the moment. I can write and sing. That's what I do best. Well, lots of luck with your new CD. And thanks for coming. You're welcome. Được không các bạn? Chính nghe giỏi lắm đó. Thật ra chính được đó, nhưng mà không biết mấy bạn khác thì sao? Mình nghe lại lần nữa ha. Em biết nó mà nó không biết em. Em nghe thì em nghe hết đó, nhưng mà không biết có hiểu không thôi, đúng không Hương hả? Ok. Luôn nghe được mỗi câu 25 thôi à con? Ok. Cũng được. Ý là cũng có một câu. Giờ mình thật sự nói vậy thôi, chứ còn những câu kia mình nghe mang máng nhưng mà mình không chắc. Hy vọng là mình nghe lần thứ hai thì mình sẽ ổn hơn. Ở đây là mình lưu ý là bị những cái từ khóa làm cho mình gây nhiễu đó các bạn. Ví dụ các bạn nghe chữ câu số 20, các bạn nghe chữ nurse, các bạn chọn chữ nurse có khi nó lại không ổn. Vì mình không biết là nó có phải đúng là sau khi cô ta mất việc, làm y tá mất việc không, là cô ta đi làm DJ không. Cho đó mình phải nghe và mình hiểu ý cơ. Ok. Bây giờ cô mời các em nghe lại một lần nha. Now listen again. Hi Mandy, you started off as a successful disc jockey and now you're a singer in a great new band.
When did you get your first job as a DJ? Well, when I finished school, I trained as a nurse for a year, but I wasn't very good at that. I'd always loved music and I wanted to save money to buy equipment, so I started looking after elderly people. As soon as I had enough, I bought what I needed. I got my first job as a disc jockey almost immediately. But then you started singing instead. How did that happen? Well, I'd been a disc jockey for about 4 years. Then last year, I read about a DJ competition in Ireland and I entered. I did some live singing on stage that night and one of the judges asked me if I'd be interested in singing professionally. I was very lucky, really. So now you're in a band called Dish. Tell us about your new record, the one that's in the shops now. Yes, it's called Up and Down. It's about a girl who is never really happy with her life. She's always up and down, wanting too much and never being satisfied. I'm not that kind of person, fortunately, nor my friends. It does have a nice ending. And you're working on a new CD? Yes, but we haven't finished recording that yet. There are still two more songs to do, but I'm very proud of it. It's traditional rock, but we've included some electronic music too to make it really unusual. I just hope the public will buy it. We think it's great. And what kind of music do you listen to at home? That's difficult. The music I like best has words that mean something to me, I suppose. I love dance music too, but you can't listen to it all the time. And I generally prefer female artists to male, I think, too. But that depends on the singer. And your future plans? Oh, I've got so much work to do at the moment. Television performances and concerts, it's hard to plan. But I'd really like to own a nightclub one day. Somewhere great to dance, so that's my next project. One day, perhaps I'll try to learn to play the guitar. That would be nice. But I'm too busy to think about it at the moment. I can write and sing. That's what I do best. Well, lots of luck with your new CD, and thanks for coming. You're welcome. Cô Nguyễn Văn Chính đã cho cô câu trả lời đây hết luôn rồi. Gọi là cứu cả lớp luôn hả con? Cứu cả lớp luôn. Rồi bây giờ cô cóp câu trả lời ra đây. Luân à, câu 20 cũng là A, C, B, A, A. Ok. À, bây giờ cô thôi vì Chính và Luân đều có câu trả lời nên cô sẽ lấy câu trả lời ở đây luôn đi nha. Để cô đưa lên đây và chúng ta sẽ vừa nghe lại vừa kiểm tra lại ha. Ok. Lớp mình có khá nhiều tài năng đấy. Cô mời các bạn nhìn vào cái màn hình của cô nha. Đây là câu trả lời của bạn Nguyễn Văn Chính nè. Ok, giờ cô ghi lại đây. Câu 20. Câu 20, bạn chọn câu A. Câu 21, bạn chọn... Bạn không có câu 21 hả? 21 không có để đó. Câu 22, bạn chọn câu C. 23, bạn chọn câu B. 24, bạn chọn câu A. Và 25, bạn chọn câu B. Ok. Rồi, đây là câu trả lời của Nguyễn Văn Chính. A nè, C đúng chưa? B nè, A, A, ok. Rồi bây giờ còn bạn nào có cái câu trả lời của câu 21 cho cô luôn với? Có ai có câu 21 cho cô luôn với con? Bạn nào có câu 21 không? 21 chọn là B. Cả Tấn, cả Thu, cả Luân đều là B. Riêng bạn Võ Nguyễn Huy Hoàng là chọn là A. Như vậy là B hoặc là A. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại nha. Chúng ta nghe lại này. Câu 20 nè. Là cô ấy bắt đầu làm việc là một DJ lúc nào? Chúng ta nghe lại nha. Lots of luck with your new CD. Hi, Mandy. You started off as a successful disc jockey and now you're a singer in a great new band. When did you get your first job as a DJ? Yeah, when did you get your first job as a DJ? Như vậy cái câu hỏi đó tương tự như câu hỏi số 20, đúng chưa các bạn? Well, when I finished school, I trained as a nursery. Okay, cô ta nói là when I finished okay, school, I trained as a nurse. Okay, như vậy sau khi nghỉ học là đi học làm y tá. Như vậy cái câu C là câu mình loại được rồi. Bởi vì cái câu C nói là làm việc là DJ ngay sau khi nghỉ học. Như vậy là không đúng. Đúng không các bạn? Không có đúng. Bây giờ chúng ta nghe tiếp.
Yeah, but I wasn't very good at that. Yeah, but I wasn't very good at that. Như vậy là cái nurse thì là not very good at that. Tức là being a nurse là không có, cô ta không làm, làm y tá không giỏi. Ok, nhưng mà vẫn chưa nói là có bị mất việc gì không. I'd always loved music and I wanted to save money to buy equipment. Yes, và cô ta love music and always saved money to buy equipment. Ok, tiết kiệm tiền để dành tiền để mà mua những cái trang thiết bị cần thiết. So I started looking after elderly people. Yes, lý do, vì là lý do cần tiền nên cô ấy phải làm gì? Looking after elderly people. Vì cần tiền nên đi chăm sóc những người già. Đúng chưa các bạn? As soon as I had enough, I bought what I needed. Yeah, và cô ta nói rõ câu này quan trọng này. As soon as I got enough, okay, I bought what I needed. Okay, ngay khi mà tôi vừa đủ tiền là tôi mua cái tôi cần. Mua cái tôi cần ở đây là mua cái gì các bạn? Trang thiết bị, đúng chưa các bạn? I got my first job as a disc jockey almost immediately. Yes, and và sau đó là gì? Got first job as a disc jockey, okay, almost immediately. Như vậy ngay khi mà mua được trang thiết bị thì là làm đi DJ ngay lập tức. Như vậy câu 29 là câu A, very good. Okay, hầu như các bạn đều là câu A đúng không? Rồi bây giờ câu 21 là cô ấy nói gì về cái sự nghiệp ca hát của cổ, thì các bạn chọn câu B là mất nhiều năm để luyện tập và câu A là bắt đầu một cách tình cờ. Bây giờ chúng ta nghe thử là cái nào, hay là câu C. But then you started singing instead. Yeah, but then you started singing instead. How did that happen? Well, I've been a... Ông hỏi là how did that happen? Nó tại sao lại sau đó lại trở thành ca sĩ? Okay, thì nghe cổ mới kể chuyện như sau. How did that happen? Well, I've been a disc jockey for about 4 years. Yeah, I've been, cô ta nói là I've been a disc jockey for about four years. Là cô ấy làm nghề DJ được 4 năm. Then last year, I read about a DJ competition in Ireland. Yes, và năm ngoái, right, last year, hear her about a DJ competition in Ireland. Như vậy là có một cái biết về một cái cuộc thi DJ ở Ireland. And I entered. Yes, and I entered. Như vậy cô ta tham gia vào cuộc thi đó. I did some live singing on stage that night. Yeah, trong cái buổi thi đó thì cô ta làm gì? Did some live singing. Như vậy vừa chơi nhạc mà cô ấy hát luôn. Hát trực tiếp trên màn, trên sân khấu luôn. I did some live singing on stage that night and one of the judges asked me if I'd be interested in singing professionally. Yes, okay. Did some live singing on the stage that night and some of the judges asked me if I think of being or singing professionally. Như vậy có một cái vị giám khảo hỏi cô này là cô có nghĩ tới việc là nên đi hát chuyên nghiệp luôn không? Như vậy chắc chắn là cô hát hay đúng không các bạn? One of the judges asked me if I'd be interested in singing professionally. Yeah, if I interested in, okay, singing professionally. Okay, như vậy là để xem tiếp cô nói gì. I was very lucky really. So now. Yeah, và cuối cùng là cô ấy trở thành ca sĩ là như thế nào đấy các bạn? Có phải là tình cờ không hay là vì mất nhiều năm luyện tập? Các bạn có luyện tập gì không? Chẳng có mất nhiều năm luyện tập gì cả. Đi thi cái DJ rồi hát thôi, hát theo thôi. Tự nhiên cái trở thành ca sĩ. Như vậy câu trả lời sẽ là gì các bạn? Tình cờ thôi các bạn ha. It started by chance. Tình cờ thôi. Như vậy là câu A là đúng. Bây giờ câu 22. What is Mandy's new song about? Cái bài hát mới của Mandy là về cái gì? Và các bạn chọn là câu C, tức là cảm thấy rằng cuộc sống này rất khó khăn. Bây giờ chúng ta nghe lại nhé. Oh, you're in a band called Dish. Tell us about your new record. Yeah, tell us about your new record. Nói cho tôi biết về cái đĩa mới của cô. New record. Là new song đấy. Thì cô ấy nói như thế nào? The one that's in the shops now. Yes, it's called Up and Down. Yeah, tên của cái đĩa nhạc là gì các bạn?
up and down. Lúc lên, lúc xuống, lúc trầm, lúc bổng, lúc này, lúc kia đó. It's about a girl who is never really happy with her life. Yes, câu chuyện của cái đĩa nhạc là như sau. About a girl who is never happy with her life. Một cô gái không bao giờ thấy hạnh phúc vì với cuộc sống của mình, không thấy bao giờ thấy cuộc sống mình vui cả. She's always up and down, wanting. Yeah, she's always up and down. Lúc lên, lúc xuống, lúc vui, lúc buồn. Too much and never being satisfied. Yeah, cô này luôn luôn như thế nào? Once, too much, and never be satisfied. Vậy đây là chuyện của một cô gái muốn đòi hỏi nhiều quá và không bao giờ hài lòng hết. Ok, như vậy đây là không phải là về making new friends, cũng không phải về thay đổi tư duy, mà cảm thấy cuộc đời như thế nào rồi các bạn? Khó khăn. Ok, không hài lòng, thấy khó khăn. I'm not that kind of person, fortunately, nor my friends. Yeah, có nhắc một từ friends với các bạn, nhưng mà nói như thế này nè. I am not that kind of person, unfortunately, nor are my friends. Okay. Có nghĩa là tớ không phải là loại người như thế và bạn tớ cũng không phải vậy. Okay. Như vậy chữ friends này đưa vào gây nhiễu chứ không có making friends gì cả. Do đó câu đúng sẽ là câu C. Ok. Rồi bây giờ câu 23 là Mandy cảm thấy như thế nào về cái điểm mới, và các bạn đã chọn câu B đúng không? Và là hài lòng với cái mà cô ấy đạt được. Chúng ta nghe nhé. It does have a nice ending. And you're working on a new CD. Yes, but we haven't finished recording that yet. Yeah, và cái CD của cổ là gì? Haven't finished that yet. Chưa xong. Cái đĩa nó đang dở dang, chưa xong. There are still two more songs to do, but I'm very proud of it. Yeah, there are two more songs to do. But I am very proud of it. Okay. Có hai bài hát nữa để thực hiện cho xong cái đĩa, nhưng mà tôi rất tự hào về nó. It's traditional rock, but we've included some electronic music too to make it really unusual. I just hope the public will buy it. Yeah, cô ta mới nói là I just hope the public will buy it. Okay. Hy vọng là dân người ta sẽ mua nó. Như vậy câu A là câu sai rồi đó các bạn. Câu A nói là sure that people will like it. Chắc chắn là người ta sẽ thích. Cô ấy không biết, cô ấy nói chỉ là hy vọng là người ta sẽ mua nó thôi. Do đó cô ta không chắc rằng là người ta có thích nó hay không. Câu A sai ha. We think it's great. And what kind of... Okay, hết rồi. Như vậy cái chính là cái chỗ này. Okay, there are two more songs to do, but I'm very proud of it. Tôi rất tự hào về nó. Thì nó bằng với lại là câu B, hài lòng với cái mà cô ấy đã đạt được. Mặc dù là còn hai bài nữa mới xong. Nhưng mà I'm very proud of it bằng với câu B ha các bạn ha. Very good. Chính là câu trả lời B cho câu 23 và các bạn đã trả lời rất là đúng. Câu 24, bài hát yêu thích của cổ là Easy to Dance To. Các bạn đã chọn câu A đúng không? Là rất là dễ để hát theo. Bây giờ, xin lỗi, khiêu vũ theo. Bây giờ mời các bạn nghe nhé. Music do you listen to at home? That's difficult. The music I like best has words that mean something to me, I suppose. Oh, cô ta nói là the music. Okay, I like best have words that means something to me. Okay. Cái thứ âm nhạc mà tôi thích nhất là nó có cái lời mà nó có ý nghĩa đối với tôi. Nghe giống như câu nào các bạn? Nghe giống như câu C, đúng chưa các bạn? Câu C, have interesting words. I love dance music too, but... Yeah, okay, cô ta nói là I love dance music too. Rồi cô ta dùng chữ but, okay, như vậy cô ấy đang nói đến câu A, đúng không? Nhưng mà, xem cô ta nói nhưng cái gì? Words that mean something to me, I suppose. I love dance music too, but you can't listen to it all the time. Yeah, but you can't listen to it on time. Okay, như vậy dance music thì cũng được, nhưng mà không, tôi không nghe thường xuyên được. Do đó nó không phải là favorite. Đó là lý do vì sao câu A là câu sai. Câu A sai các bạn ha. Mình nghe thử thêm một chút nữa đây nè.
And I generally prefer female artists to male, I think, too. Yes, và cô ta nói thêm là I generally prefer female artists to males. Thường thường thì tôi thích nghệ sĩ nữ hơn nghệ sĩ nam. Nhưng cô không nói những bài hát cô ưa thích là do phụ nữ sáng tác, đúng không các bạn? Chỉ nói là tôi thích nghệ sĩ nữ hơn nghệ sĩ nam thôi. But that depends on the singer. Yeah, và cái bài hát đó thì cô ta nói là nó phải phụ thuộc vào ca sĩ nữa. Ok. Như vậy câu đúng sẽ là câu C ha. Chỗ này. Đúng chưa các bạn? Tức là những cái bài hát mà có những cái lời thú vị, tức là câu C đấy, mean something to me. Câu 25 các bạn chọn câu B, tức là cô ấy có một cái công việc kinh doanh riêng của mình. Mời các bạn nghe. And your future plans? Oh, I've got so much work to do at the moment. Yeah, cô ta nói hiện nay đó, got so much work to do at the moment. Ok, hiện nay là đang có rất nhiều việc để làm. Television performances and concerts. Ok, ví dụ như là television performances and concerts. Đây là những thứ hiện nay cô ấy đang phải làm. Do đó cái chỗ mà câu see work in television có thể là gây nhiễu thôi các bạn. Ok, cô ta phải biểu diễn trên TV và cô ta phải gì các bạn? Phải biểu diễn trong những cái buổi âm nhạc. Ok, đó là cái mà cô ta hiện nay làm. Câu hỏi của mình là trong tương lai, do đó mình phải nghe cái gì trong tương lai cơ? It's hard to plan, but I'd really like to own a nightclub one day. Yes, cô ta nói rõ ha. I'd really like to own a nightclub one day. Một ngày nào đó tôi rất muốn sở hữu một cái câu lạc bộ đêm của tôi. Somewhere great. Cái hộp đêm hay gọi là hộp đêm đấy các bạn. Great to dance. So that's my next project. Yes, và cái này chính là cái next project, cái kế hoạch trong tương lai của cô ấy. Nó bằng với lại câu B, đúng chưa các bạn? Muốn có một cái hộp đêm của riêng cổ, một công việc kinh doanh riêng của mình. One day perhaps I'll try to learn to play the guitar. That would be nice. Okay, và cô ta nói thêm là one day, một ngày nào đó, okay, I will try to learn to play the guitar. Có lẽ một ngày nào đó thì tôi cũng muốn thử học đàn guitar. But I'm too busy to think about it at the moment. Yes, nhưng mà but I'm too busy to think about it at the moment. Okay, như vậy kế hoạch trong tương lai là chỉ có cái gì các bạn? Làm việc này. Còn cái này thì hiện nay bận quá nên không nghĩ đến cái chuyện đấy. Như vậy đây không phải là cái kế hoạch trong tương lai, tức là câu A sai. Ok, như vậy câu đúng là câu B. Các bạn nghe tốt quá bạn à. Hồi đấy bạn chính là người văn chính cho cô câu trả lời gần như là đúng hết không các bạn? Ok, rất là tốt. À, các bạn có thắc mắc gì về bài này không? Any questions? Trả lời phần 3. À... Nếu mà không thì tí nữa đằng nào cô cũng xây cái này lại rồi cô gửi cho Ngọc à. À cô xây lại đi để cô gửi cho các bạn đi. Cô gửi trên lớp á. Cô gửi trên lớp thì các bạn có tiếp cận được không? Cô gửi trên lớp các bạn có tiếp cận được không các bạn? Buổi 3 nhé, cô ghi là buổi 3 ha. Được không Ngọc? Ok, rồi tí nữa cô sẽ gửi lên trên lớp cho các bạn nha. Lần trước cô cũng gửi mà đúng không? Ok. Rồi, bây giờ các bạn còn thắc mắc gì về bài phần 4 này không? Trước khi chúng ta sang một phần tiếp theo. Any questions? No? Ok. Cô vừa thấy ai? 25 chọn câu nào hả con? 25 đây con. Câu B. Thấy chưa con? Thi. Chắc là tên Thi hả? Cô nghĩ là tên Thi. Được chưa con?
Ok, rồi bây giờ cô mời các bạn nhìn vào cái bài tiếp theo. Bây giờ chúng ta sang cái practice test 4. Chúng ta học một phần này nữa thôi là chúng ta sẽ nghỉ. Hôm nay mình có vẻ học nhanh hơn đấy ha. Rồi cô mời các bạn nhìn vào phần này. Phần này thì mình làm hai lần rồi, đúng không? Test 2, test số 2 và test số 3 mình đã làm rồi. Nên chắc các bạn không có bỡ ngỡ gì với cái loại câu hỏi này nữa. À, lưu ý là chúng ta không có thời gian để đọc trước như phần 3 và phần 4, mà khi có cái đề trong tay thì các bạn phải tranh thủ đọc và người ta sẽ đọc câu hỏi lại một lần nữa và các bạn sẽ nghe liên tục hai lần ha. Bây giờ mời các bạn nhìn vào câu đầu tiên. Như vậy những cái từ mình cần gạch quan trọng ở đây nè. Thứ nhất là date. Holidays, women's holiday begin. Có nghĩa là cái kỳ nghỉ của cô này bắt đầu vào ngày ngày nào. Ở hình A là ngày là 10th, đúng không các bạn? 10th. Ngày B, hình B là 18th. Và hình C là ngày 20, đọc là 25th. Ok. Đọc là như thế này. 25th. Trong trường hợp mà bạn nào quên 25th. Ok. Như vậy là sẽ có 3 ngày và 3 ngày này đều được nói hết. Tuy nhiên là mình sẽ chỉ nghe được là cái ngày nghỉ của cô này là bắt đầu khi nào mà thôi. Ngày 10 hay ngày 18 hay ngày 25 còn mấy ha. Mọi chọn một ngày còn hai ngày kia là gây nhiễu các bạn ha. Cái bài này thì không có từ khó các bạn. Cơ bản là nghe được hay không thôi. Mời các bạn nhìn sang câu số 2. Where boy first find out festival. Như vậy cái cậu đó đã biết thông tin về cái lễ hội bằng phương tiện nào? Hình A là mình có cái computer. Như vậy nếu mà là computer thì thường thường nó liên quan đến lại là online hoặc là website hay là internet. Mình liên tưởng tới những cái từ này để nghe người ta nói. Có phải cậu đấy là biết thông tin về cái lễ hội qua cái phương tiện này hay không? B thì dễ rồi, phương tiện là newspaper. C thì là cái gì đây các bạn? On TV. Mình sẽ nghe từ là cậu này biết thông tin qua cái gì. Lưu ý là có khi người nói chuyện với cậu này là cái cô kia lại nói đây nhiễu, tức là tớ biết thế này thế kia, mình tớ biết trên TV chẳng hạn, thì các bạn lại chọn TV thì là coi chừng lại sai ha. Và cô ấy là nói là I read newspaper chứ không phải cậu ấy đọc, thì các bạn đừng có chọn, phải chọn cậu ấy. Trong cái bài này thì các bạn có hai từ mà nó nói hơi khó nghe. Thứ nhất là từ ad. Từ ad này là bằng với advertisement. Advertisement hay là advert. Cái chữ nguyên gốc của nó là advertisement, là mẫu quảng cáo. Và cái dạng rút gọn của nó là ad hay là advert. Đều giống nhau hết, đều là mẫu quảng cáo hết. Và động từ realize. Realize. Realize là nhận ra. Realize, nhận ra. Ok. Rồi, câu số 3 các bạn. Câu số 3. What boy asked girl by là những cái từ quan trọng đúng không? What boy asked girl by. Cậu này yêu cầu cô kia mua cái gì? Thì chúng ta thấy cả ba hình đều có chung một cái là X. Như vậy không cần nhìn X nữa mà cần nhìn những cái còn lại. Hình A là có một quả chanh khác với lại các hình khác đúng không các bạn? Hình B là có hộp cho chocolate, có một gói chocolate là sô cô la. Hình C thì chúng ta thấy là vừa có sữa vừa có bột bột mì nữa. Như vậy hình C thì có thêm một cái khác, hai cái khác là milk and flower. Cái này đọc là flower, đọc y chang như cái hoa đấy các bạn. Y chang như cái hoa luôn. Chữ viết hoàn toàn khác cái hoa mà đọc y chang cái hoa, flower. Ok, như vậy chúng ta sẽ nghe là ngoài trứng ra thì cậu ấy cần mua cái gì và sẽ gây nhiễu các bạn. Sẽ nghe luôn cả lemon, cả chocolate, cả milk, cả flower. Mình phải nhận định được là cậu này cần cô ấy mua cái gì. Trong bài này các bạn sẽ nghe chữ recipe. Recipe. Cái chữ này mình đọc là recipe các bạn ạ. Chứ đừng có đọc là receipt gì là sai nha. Đọc ba âm là recipe. Recipe là một cái công thức nấu một món ăn cụ thể.
công thức nấu ăn. Công thức nấu ăn, recipe. Và các bạn sẽ nghe cái từ cupboard. Recipe. Cupboard danh từ có nghĩa là cái tủ đựng thường là thức ăn ở trong bếp hay là chén đĩa ở trong bếp. Cái tủ đựng thức ăn, chén đĩa trong bếp thường á, chứ ở phòng khách mình cũng có một cái tủ, nó cũng được gọi là cupboard luôn các bạn. Cái tủ thường cô thấy một số nhà để trưng những cái đĩa rồi dao nĩa rồi đẹp đẹp, cái đó cũng được gọi là cupboard. Tủ đựng thức ăn rồi chén đĩa nồi niêu son chảo ở trong bếp ở, nó được thiết kế ở dưới hoặc ở trên thì cái đó được gọi là cupboard. Mời các bạn nhìn sang câu số 4. Câu số 4 là một câu hơi khó bởi vì nó hướng dẫn đường đi. Mình thường bị đi lạc nếu mình nghe không được. Ok, bây giờ câu số 4 là how get bookshop, là đến chỗ cái tiệm sách bằng cách nào. Thì các bạn nhìn vào ba cái hình này đi thì các bạn sẽ thấy là cùng một chỗ xuất phát là ở đây hết. Ok, rồi bây giờ trước mặt ở đây là một cái bùng binh. Cái bùng binh trong tiếng Anh gọi là roundabout. Roundabout là cái bùng binh. Roundabout, bùng binh. Rồi thôi các bạn ha. Rồi, bây giờ đi đến chỗ này. Cái chỗ này thì được gọi là ngã tư. Ngã tư thì cái từ thường dùng là crossroad. Crossroad. Đúng chưa các bạn? Ngã tư. Rồi các bạn sẽ thấy là cái đường này cả ba cái đều là Bridge Street hết. Và bookshop thì luôn luôn là nằm cạnh cái museum, đúng không các bạn? Cạnh cái museum, chỗ nào cái bookshop nó cũng cạnh cái museum hết. Tuy nhiên có chỗ thì lại đến cái chỗ ngõ tư này thì lại rẽ phải, đó là hình A. Còn riêng hình B và hình C thì đến cái chỗ ngã rẽ này lại rẽ trái. Ok các bạn, được chưa các bạn? Đó là các bạn phải nghe được nha. Bên này là rẽ phải nè, nếu mà nghe rẽ phải là mình chọn hình A, nhưng mà nếu nghe rẽ trái thì mình phải chọn giữa hai hình C hoặc là hình B, được chưa các bạn? Rồi bây giờ thêm nữa là ở cái thằng hình A lại có một cái con đường nhỏ như thế này, thằng C cũng có một con đường nhỏ như thế này, thì cái chỗ đó nó gọi là side road. Cái chỗ đó là side road. Side road. Hoặc là nếu mà người ta chỉ cho mình đi, người ta nói là side turning, có nghĩa là rẽ vào cái đường nhánh, đường phụ. Đường nhánh hay là đường phụ. Cái chỗ đó gọi là side road. Còn turning là rẽ vào đấy các bạn. Ok. Rồi như vậy là cô đã phân tích với các bạn cái chỗ, cái địa điểm mà mình có thể sẽ nghe để người ta hướng dẫn mình đi cái nào. Trong bài thì các bạn còn nghe những cái một số cái cụm từ như sau. Ok, người ta nói go straight across. Go straight across là đi thẳng băng qua. Đi thẳng và băng qua luôn. Đi thẳng, go straight là đi thẳng. Across là băng qua. Vậy đi thẳng và băng qua cái gì đó thì tí nữa mình nghe. Turn right là rẽ. Rẽ phải. Và turn left là rẽ trái. Turn right, rẽ phải. Turn left, rẽ trái. Rồi các bạn sẽ nghe từ là on the corner. On the corner là ở góc đường. Ở cái góc đường. On the corner. Ví dụ nha. Ví dụ nè. Cái chỗ này nè các bạn. Cái chỗ góc này nè. Được gọi là on the corner. Cái này, cái chỗ này nè. Cái chỗ mà cái con chó của cô nó đang xoay xoay. Chỗ này là on the corner nha các bạn nha. Góc đường ha. Ở đây cũng là on the corner. Ok. Rồi tí nữa mình sẽ nghe thử xem là cái nào, đi từ đâu tới đâu, rẽ trái rẽ phải ra làm sao, có đi vào đường phụ hay không, tí nữa mình nghe ha. Number 5. How many live next door, hay là how many next door? Bao nhiêu người sống ở nhà bên hàng xóm, có bao nhiêu người? Ở trong đây chúng ta thấy là đây có parents đúng không? Và một cái daughter, hay là mình sẽ nghe sister. Ok, ở đây thì parents và một cái older sister, một cái younger sister. Đúng chưa các bạn? Ở đây thì lại có parents, rồi two older sister and one younger sister. Được không các bạn? Nhà này có một con gái, nhà này hai con gái, một chị lớn, một chị nhỏ. Nhà này thì hai chị lớn và một bạn nhỏ. Như vậy mình sẽ nghe là nhà này có bao nhiêu người thì mình phải nghe để ý. À xin lỗi, là nhà trong nhà này sống bao nhiêu người sống ở đó.
Vậy bao nhiêu người sống ở bên cạnh, chứ không phải nhà có bao nhiêu người, cô xin lỗi nha. Bao nhiêu người sống ở nhà bên cạnh? Ok. Câu này không khó, nghe thôi, không có từ khó. Number 6. Where going holiday? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Ở hình A thì là mình thấy rõ ràng là đi về vùng quê. Đi về vùng quê thì chúng ta có the countryside. Đúng chưa các bạn? Vùng quê, the countryside. Ở hình B thì mình thấy rõ ràng là có cái gì các bạn? Beach, bãi biển ha. Bãi biển. Beach, bãi biển. Và hình C thì mình thấy rõ ràng nó là ở đâu các bạn? Ở thành phố, city. Ok, mình sẽ nghe thử là họ thực sự là quyết định đi đâu rồi. Ở trong cái bài này các bạn có một số cái từ là rent, động từ. Trong trường hợp này là động từ, có nghĩa là thuê mướn. Coast, danh từ có nghĩa là bờ biển hay là bãi biển. Động từ went, quá khứ của nó là went và quá khứ phân từ là went. Cô biết cái động từ này thì dễ như bạn biết. Tuy nhiên khi người ta phát âm trong cái đoạn nói mà mình không để ý là mình biết người ta nói cái gì. Đặc biệt là khi người ta dùng quá khứ và quá khứ phân từ, các bạn phải để ý là nghe cái từ đó cho được ha. Chúng ta lại có thêm một cụm từ là city break. City break là một cái kỳ nghỉ ngắn ở thành phố. Đến viếng thăm một thành phố nào đó trong thời gian ngắn, người ta gọi nó là city break. Đó là một dạng holiday đấy các bạn. City break. Và một từ nữa là flat. Từ này chắc nhiều các bạn biết ha. Nhiều bạn biết flat là căn hộ. Căn hộ. Ok. Number 7. What girl decide where? Cuối cùng thì cô ta quyết định mặc cái gì ở đây? Câu A chúng ta sẽ thấy có một cái áo thun và một cái quần jean, đúng không các bạn? Như vậy trong câu A thì chúng ta sẽ có là a t-shirt and jeans, đúng chưa? Rồi hình B thì là mặc áo đầm, dress, hay là mình nghe skirt. Okay. Các bạn lưu ý chữ dress và chữ skirt khác nhau nha. Dress là áo đầm mà cái váy và cái áo nó liền với nhau từ trên xuống dưới, còn skirt chỉ là cái chân váy thôi, khác nhau. Vì trong hình thì mình cũng không rõ, nhìn để không biết đó là một cái dress hay là cái skirt, thành ra thôi cô cứ cho hai từ. Hình C thì chúng ta thấy là mặc một cái áo sơ mi, shirt hoặc là blouse. Kiểu này là kiểu shirt hơn là blouse ấy. Và áo sơ mi, shirt là áo sơ mi nói chung và blouse là áo sơ mi nữ. Và ở dưới là trouser hoặc là jean gì đó, mình cũng không thấy rõ. Vậy mình sẽ nghe xem thử là cô ấy mặc cái gì. Cô vừa mới phân tích các câu hỏi với các bạn. Tấn hỏi cái gì cô không hiểu không? Ở góc đường hả con? Góc đường là corner. Góc đường là corner đây con này. Đây là Tấn này. Tấn thấy chưa con? On the corner là ở ngay góc đường. Là corner. Thấy rồi. Ok. Okay. Rồi các bạn có thắc mắc gì nữa không các bạn trước khi chúng ta nghe? Any questions? No? Okay, so listen. Lần này thì bình thường là các bạn sẽ nghe bài 1 là hai lần liên tiếp trong một câu. Nhưng mà riêng cái bài này vì cái file nghe nó không có được liên tục. Nó không có được như thế, nó thiết kế không được như thế. Thành ra là các bạn sẽ nghe 7 câu một lần, tức là câu 1 một lần, xong rồi câu 2 một lần, rồi câu 3 một lần vậy đó các bạn, chứ không có như mọi khi là câu 1 mình nghe hai lần liền ha. Sau đó là các bạn nghe xong hết 7 câu một lần thì cô sẽ mở lại từ đầu cho các bạn nghe 7 câu lại đó lại một lần nữa nha. Cái này nó hơi bị khác so với những cái file khác, do cái file nghe người ta thiết kế như thế. Mời các bạn nghe ha. Listening part 1. For each question, choose the correct answer. 1. What date does the woman's holiday begin? Âm thanh vậy có to quá không hay vừa rồi các bạn?
Âm thanh vậy được không các bạn ơi? Ok. Hi. Are you all? One. What date does the woman's holiday begin? Hi. Are you all ready for your holiday? I heard that you're going next Friday. On the 18th? No. We were planning to leave then, but my cousin isn't free that weekend. So we're going the following Friday now. Oh, that'll be the 25th, the day before I leave too. I can't wait to get away. How long are you going for? Only 10 days, but I'm really looking forward to it. Two. Where did the boy first find out about the festival? Look at this. The city festival's on next weekend. Do you want to go? Oh, yes, I really want to go, but I didn't know it was on so soon. There was an ad on TV the other day, but I didn't notice the dates. Well, I only realised it was on because my dad had last Sunday's newspaper. Here, have a look at the website and we can decide what to get tickets for. Three. What does the boy ask the girl to buy? I'm going to the shops to get some milk. Do you want me to get you anything? Yeah, can you get me some eggs, please? I'm going to make a cake for Mum's birthday. No problem. Shall I get some flour too? Don't worry, we've got plenty in the cupboard. I was thinking of doing something different to my usual chocolate cake. Could you get a lemon and I'll try this new recipe? It looks very tasty. Four. How do you get to the bookshop? The bookshop? Oh, yes. It's just off Bridge Street, next to the museum. Go straight across this roundabout, and then, after about 500 metres, you'll have to turn right at the crossroads. Sorry, I mean left, into Bridge Street. Go down the road a little way, and you'll see the museum on the corner. It's a big building with columns at the entrance. The bookshop is down a small side turning beside the museum. You can't miss it. Five. How many people live next door? Hi. Where have you been? Oh, hi. I've just been chatting with our new neighbours. The mum and dad seem really nice. And there's a girl called Monica who's about my age. Maybe we'll be able to hang out together. Oh, I thought I saw an older girl there yesterday. Actually, Monica's got two older sisters, but one's already left home. Anyway, you should call in and say hi. Six. Where are they going on holiday? So, are you looking forward to going on holiday with your parents? No, we're still arguing about it. Dad wants to rent this quiet house in the countryside, but Mum says it's way too far from the coast. She's seen these great apartments online. They're right beside the beach. Oh, those apartments sound pretty amazing to me. Is that where you'd like to go as well? No way. I'd much prefer a city break. There are so many fun things you can do in a new city. And we could rent a really cool flat in the city centre, you know. But Mum has won this time. She really loves the seaside. Seven. What does the girl decide to wear to the concert? Well, it's a shame you can't come to the concert tonight. I'll have to go on my own. I was planning to wear those dark jeans with a black shirt. Do you think that's smart enough? How would I know? If you want to look smarter, there's that blue dress you got from the market. Brilliant idea. Much better than trousers. Well, whatever you think. But I'm sure it would be fine to just wear jeans and a t-shirt if you wanted. It's only a small concert.
Được không các em? Nghe lại lần nữa nhé. Bên nhà cô bắt đầu mưa to đấy, không biết là nó có ồn quá với các bạn không? Bên nhà cô nó bị mưa to các bạn, các bạn có bị ồn quá không? Dạ không có, tụi em nghe được. Ok. Giờ cô mời các bạn nghe lại nhé. Listening part 1. For each question, choose the correct answer. 1. What date does the woman's holiday begin? Hi. Are you all ready for your holiday? I heard that you're going next. Cô xin lỗi, để cô mở to thêm một chút nữa. One. What date does the woman's holiday begin? Hi. Are you all ready for your holiday? Âm thanh vậy vậy được không các bạn ơi? Dạ được cô. Okay, thank you. Hi. Are you all ready for your holiday? I heard that you're going next Friday. On the 18th. No, we were planning to leave then, but my cousin isn't free that weekend. So we're going the following Friday now. Oh, that'll be the 25th, the day before I leave too. I can't wait to get away. How long are you going for? Only 10 days, but I'm really looking forward to it. 2. Where did the boy first find out about the festival? Look at this. The city festival's on next weekend. Do you want to go? Oh, yes, I really want to go, but I didn't know it was on so soon. There was an ad on TV the other day, but I didn't notice the dates. Well, I only realised it was on because my dad had last Sunday's newspaper. Here, have a look at the website and we can decide what to get tickets for. 3. What does the boy ask the girl to buy? I'm going to the shops to get some milk. Do you want me to get you anything? Yeah, can you get me some eggs, please? I'm going to make a cake for Mum's birthday. No problem. Shall I get some flour too? Don't worry, we've got plenty in the cupboard. I was thinking of doing something different to my usual chocolate cake. Could you get a lemon and I'll try this new recipe? It looks very tasty. 4. How do you get to the bookshop? The bookshop? Oh, yes. It's just off Bridge Street, next to the museum. Go straight across this roundabout, and then, after about 500 metres, you'll have to turn right at the crossroads. Sorry, I mean left. Into Bridge Street. Go down the road a little way, and you'll see the museum on the corner. It's a big building with columns at the entrance. The bookshop is down a small side turning beside the museum. You can't miss it. 5. How many people live next door? Hi, where have you been? Oh, hi. I've just been chatting with our new neighbours. The mum and dad seem really nice. And there's a girl called Monica who's about my age. Maybe we'll be able to hang out together. Oh, I thought I saw an older girl there yesterday. Actually, Monica's got two older sisters, but one's already left home. Anyway, you should call in and say hi. 6. Where are they going on holiday? So, are you looking forward to going on holiday with your parents? No, we're still arguing about it. Dad wants to rent this quiet house in the countryside, but Mum says it's way too far from the coast. She's seen these great apartments online. They're right beside the beach. Oh, those apartments sound pretty amazing to me. Is that where you'd like to go as well? No way. I'd much prefer a city break. There are so many fun things you can do in a new city. And we could rent a really cool flat in the city centre, you know. But Mum has won this time. She really loves the seaside. 7.
What does the girl decide to wear to the concert? Well, it's a shame you can't come to the concert tonight. I'll have to go on my own. I was planning to wear those dark jeans with a black shirt. Do you think that's smart enough? How would I know? If you want to look smarter, there's that blue dress you got from the market. Brilliant idea. Much better than trousers. Well, whatever you think. But I'm sure it would be fine to just wear jeans and a t-shirt if you wanted. It's only a small concert. Okay. Let's check the answers. Hy vọng là các bạn nghe ổn. Ok, thì chúng ta kiểm tra câu trả lời nha. Câu số 1. Câu số 1. What days did the women's holiday begin? À, cô đã có một nhận được một câu trả lời của bạn nào ở đây rồi. À, Hoàng cho cô một loạt luôn. Ok, bây giờ cô chọn câu C của Hoàng trước đi ha. Ok, câu C. Hoàng đã chọn câu C là ngày 25. Cô mời các bạn nghe lại, chúng ta xem thử có đúng như bạn Hoàng đã nghe là ngày 25 không nha. Bạn Hoàng và bạn Chính đều có câu trả lời giống nhau này đúng không? Hoàng và Chính, ok. Bạn Luân cũng vậy, ok. Như vậy là ở đây chúng ta có 3 bạn đều có câu trả lời là câu C. Bây giờ cô mời các bạn nghe nha. What date does the woman's holiday begin? Hi, are you all ready for your holiday? I heard that you're going next Friday. Yeah, I heard that you are going next Friday. Cậu đi vào thứ sáu tuần tới đúng không? On the 18th. Yeah, cô ấy mới nói là on the 18th. Vào ngày đó là ngày 10, 18. Tức là câu B đúng không các bạn? No, we were planning to leave then, but... Okay, cô ta trả lời luôn là no. Có nghĩa là câu B là sai. Cô ta giải thích là we were planning to leave then. Okay. Tới dự định là chúng tới dự định là sẽ đi vào cái ngày 18. My cousin isn't free that weekend. Yeah, nhưng mà lý do là cái cousin isn't free that weekend. Okay. Anh em họ gì đó không rảnh vào cái ngày 18 đó. So we're going the following Friday now. Yes, và kết luận là going on the following Friday now. Ok, như vậy là không đi vào ngày 18 mà đi vào thứ 6 tuần sau, tức là ngày 20, 25. Oh, that'll be the 25th, the day before I leave too. Ok, và anh ta khẳng định là it will be the 25th. Như vậy chắc chắn là câu C cho đến lúc này, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta nghe tiếp thử cái câu 10 nó gây nhiễu như thế nào đây. I can't wait to get away. How long are you going for? Yeah, anh ta mới hỏi là how long are you going for? How long? Đi bao lâu? Thì cô này mới trả lời là only 10 days. Yeah, only 10 days. Như vậy ngày số 10 là ngày gây nhiễu đây. Không phải là cái ngày mà là lượng ngày, cái lượng thời gian sẽ đi. Ok, only 10 days. Rồi như vậy chắc chắn là câu C. Câu số 2. Cô lấy ở đây luôn nha. Cô lấy của Thu đi ha. Câu 2B, Thu trả lời là câu B. Như vậy chúng ta xem thử là có đúng như bạn Thu nói hay không, là câu B không. Mời các bạn nghe nhé. Là anh này ảnh đọc thông tin về cái lễ hội ở báo, trên báo. Chúng ta mời các bạn nghe lại. But I'm really looking forward to it. The boy first find out about the festival. Look at this. The city festival's on next weekend. Do you want to go? Oh, yes, I really want to go, but I didn't know it was on so soon. There was an ad on TV the other day. Yeah, cô ấy mới nói, cái cô bé này cũng mới nói là there was an ad on TV the other day. Có nghĩa là có một cái quảng cáo về cái buổi lễ hội đó trên TV vào cái ngày hôm nọ. Ok. Do đó là cô này biết cái thông tin về festival là dựa vào quảng cáo trên TV. Còn cái anh đó có dựa vào trên TV thì cho đến lúc này là chưa nói. But I didn't notice the dates. Well, I only realized it was on because my dad had last Sunday's newspaper. Yes, anh ta mới nói như thế này. Cậu bé nói như thế này. I only realized it was on
cô xin lỗi là nghe là wasn't hay là was nhỉ? Until nhỉ? The day, but I didn't notice the dates. Well, I only realized it was on because my dad had last Sunday's newspaper. Okay. Because my dad had the last Sunday newspaper. Okay, đây là cái câu quan trọng để chúng ta quyết định chọn câu đúng là câu B đúng không các bạn? Là cậu này có nói là tớ chỉ biết là nó sẽ được cái lễ hội này sẽ được diễn ra cho bởi vì là nhờ bố tớ, nhờ vào cái tờ báo mà bố tớ đọc đấy, bố tớ có cái tờ báo đấy, như vậy anh ta biết thông tin về lễ hội dựa vào tờ báo. Chúng ta nghe tiếp thử xem họ nói gì về câu A, hình A. Here, have a look at the website and we can decide what to get tickets for. Yes, okay. I'm gonna here. Have a look at this website and we will decide what to have the tickets for. Như vậy cái chuyện mà nhìn vào cái website tức là hình A là không phải là lần đầu tiên biết về tin tức của cái lễ hội mà bây giờ sẽ chọn mua vé ở trên website. Vậy câu đúng là câu B. Very good. Rồi, câu số 3. Ở đây là các bạn ở trên này bạn cô đã lấy của bạn Hoàng đúng không? Bạn 9 câu 3 bạn 9 chọn câu à thôi cô lấy của Luân vì 9 còn nhiều câu nhưng mà Luân thì chỉ có một câu ở đây hả? Luân chọn câu nào rồi Luân? Ủa? Cô 3 Luân chạy đi đâu? Luân chưa có. Như vậy lấy câu của 9 là 3C. 3C mời các bạn nghe thì đúng là câu C cho câu số 3 không? À, tức là mua trứng, mua sữa và mua bột mì. Mời các bạn nghe nhé. I'm going to the shops to get some milk. Yeah, như vậy cái cô này đi chợ để mua sữa, milk. Okay. Xem thử cậu này có nhờ cô này mua sữa luôn không? Do you want me to get you anything? Yeah, do you want me to get you anything? Cậu có cần tớ mua gì giúp hay không? Yeah, can you get me some eggs, please? Yeah, như vậy chắc chắn đầu tiên là cậu này cần mua eggs. Could you get me some eggs, please? I'm going to make a cake for mum's birthday. Yeah, lý do mà anh ta muốn mua trứng là make a cake for mum's birthday. Mua để về làm bánh cho sinh nhật cho mẹ. No problem. Should I get some flour too? Yeah, cô này mới đề nghị là có nên mua flour cho cậu hay không? Flowers? Thì cậu này trả lời như thế nào? Có nên mua bột mì cho cậu luôn không? Don't worry. Cậu này là don't worry. Như vậy câu nào sai rồi các bạn? Câu C là sai vì cô này đề nghị mua bột mì nhưng anh ấy nói không phải lăng tăng gì đâu. Some flour too. Don't worry. We've got plenty in the cupboard. Yeah, lý do là we got plenty in the cupboard. Trong tủ còn nhiều lắm. Không cần mua. Như vậy hình C chắc chắn là sai rồi đấy các bạn ha. Nghe tiếp này. I was thinking of doing something different to my usual chocolate cake. Yes, và bây giờ anh ta mới nói là I was thinking of doing something different for my chocolate cake. Tớ cần, lần này tớ nghĩ là tớ sẽ phải làm một cái gì đó khác biệt cho cái bánh sô-cô-la lần này. Đó là cái gì? Could you get a lemon and I'll try this new recipe? Yes, và anh ta đề nghị là could you get a lemon and then I will try the new recipe. Okay, như vậy trong trường hợp này là sẽ mua cái gì các bạn? Quả chanh. Như vậy anh này đề nghị hai thứ. Thứ nhất là eggs, thứ hai là chanh. Và thông tin sô cô la hoàn toàn gây nhiễu, không có nói mua sô cô la. Như vậy câu đúng sẽ là câu A. Thì that's okay. Rồi, mời các bạn nghe câu số 4. Câu số 4 ở đây thì bạn nào nãy giờ cô chưa lấy nhỉ? Cô Thu đi hả? Thu cô chưa lấy. 4 là 4 ở đây cho có đáp án là ABC luôn à. Nhiều quá. Thôi thì lấy đại ABC luôn đi. Để coi cái nào.
có D nữa mà đưa cô D nữa nó thôi là mệt lắm lận đúng á. Rồi như vậy cả ba đáp án luôn, người cho A, người cho B, người cho C. Giờ chúng ta cứ nghe tiếp thử cái nào A, B, C. Bảo đảm nó có hai người đi lạc đường, một người đi đúng đường. Chúng ta xem thử là ai đi lạc đường, ai đi đúng đường nha. Shop. The bookshop? Oh yes, it's just off Bridge Street. Yeah, it's just off Bridge Street. Vậy là nó ở ngay trên cái đường đường Bridge rồi đó, đúng không các bạn? Next to the museum. Next to the museum, ok. Như vậy là nó nằm trên đường, nó vừa gần cái museum. Như vậy chỗ lúc này chúng ta cũng chưa chọn được cái gì cả, đúng không các bạn? Chưa quyết định được cái gì hết. Go straight across this roundabout. Yes, đầu tiên là go straight this roundabout. Đi thẳng qua cái bùng bên này. Thì cũng vậy, nghe đến đây cũng vẫn chưa biết là đi cái nào, vì cái nào phải đi thẳng vào bùng bên hết, đúng không các bạn? Straight across this roundabout. À, cô ta dùng across, đi thẳng xuyên qua cái bùng bên này, đi thẳng luôn. Ok. Vậy là vẫn ba hình nó vẫn là một thứ. Go straight across this roundabout and then after about 500 meters. Yes, and then after about 500 meters. 500 meters. Thì làm gì? You'll have to turn right at the crossroads. Yes, you have to turn right at the crossroad. Đi tới đây thì đi đến cái đường ngã tư thì phải rẽ phải. Như vậy rẽ phải thì là mình chọn hình A, còn vì hình B và hình C là bắt buộc phải rẽ trái. Do đó đến chỗ này thì rõ ràng là hình A, đúng không các bạn? You'll have to turn right at the crossroads. Các bạn theo kịp chứ ha? Tức là đầu tiên cô ta nói là đi thẳng này, đi thẳng qua cái bùng binh này, đến chỗ bùng binh, đi đến chỗ ngã tư này, rẽ phải này, đúng chưa? Như vậy là ở đây rồi. Còn hai cái này chắc là mình loại cho đến lúc này vì chỉ có cái hình này rẽ phải thôi, còn hai cái thằng kia rẽ trái. Giờ mình nghe tiếp ha. Sorry, I mean left. À, mà ta mới chỉnh lại. Sorry, I mean left. Như vậy không phải rẽ phải mà là rẽ gì? Rẽ trái. Đến lúc này thì chúng ta phải loại câu A đi và chúng ta sẽ chọn giữa B và C. Như vậy là có một người đã đi lạc rồi, còn hai người vẫn có khả năng là đi đúng đường. Đó là B và C. Bây giờ chúng ta nghe tiếp. Bà ta nói nhầm nên nó xin lỗi. Rẽ trái. Ok, như vậy là B và C ha. Into Bridge Street. Dạ, rẽ vào cái đường Bridge Street là B và C đấy. Go down the road a little way and... Yes, và sau đó, sau khi rẽ trái rồi thì cô ta mới nói là go down the road a little way. Đi xuống cái đường bridge đó một tí xíu nữa. Đi xuống một tí xíu nữa. Thì cả hai cái này chúng ta... À, nếu mà đi xuống tí xíu nữa thì... À, lúc này cũng chưa chắc. Bởi vì cái bookshop vẫn phải đi chút xíu mà. Thành ra chúng ta cũng chưa chắc lắm. Thôi cứ nghe tiếp đã. You'll see the museum on the corner. Yes, you will see. Đi xuống một tí nữa thì mình sẽ thấy cái museum on the corner. Sẽ thấy cái museum nó nằm ở trong cái góc đường. Như vậy thằng museum cho 2B và C đều nằm ở góc đường hết rồi, thành ra vẫn chưa quyết định được cái nào, right? It's a big building with columns at the entrance. The bookshop is down a small side turning beside... Ok, bây giờ bà mới nói là bookshop is down the side turning. Ok, như vậy cái bookshop, thấy cái museum ở ngay góc đường, nhưng mà bookshop lại đi xuống cái đường nhánh, đường phụ, đường nhánh. Mà ở trong cái hình B thì mình không có cái side turning, chỉ có hình C mới có side turning là cái đường nhánh, đúng chưa các bạn? The bookshop is down a small side turning beside the museum. Yes, và nó nằm beside the museum. Ok, như vậy hình chắc chắn đúng nhất là hình C, vì lúc đó có cái đường nhánh, còn hình B không có đường nhánh. And that's ok. Được chưa các bạn? Như vậy câu 4 là câu C. Ha? Rồi, bây giờ chúng ta sang câu số 5. Ở câu số 5 thì các bạn chọn câu gì đây? Có bạn nào cho cô câu số 5? Câu số 5 của bạn Thu là câu B.
cô B đúng không các bạn? Bạn trường cũng là B luôn, Trần Nhật Trường hay Trần Trương Nhật gì đó. Câu B, à đa số các bạn đều cho câu B. Bây giờ chúng ta sẽ nghe xem thử có phải là câu B hay không. Để các bạn nghe nhé. Five. How many people live next door? Hi, where have you been? Oh, hi. I've just been chatting with our new neighbors. Yeah, như vậy cái cậu đó hỏi là cậu đi đâu thế? Where have you been? I just been chatting with my new neighbors. Vậy cô này đi sang tán gẫu với hàng xóm. The mom and dad seem really nice. Yes, và đầu tiên là cô ta nói là mom and dad are really nice. Như vậy thì cũng chẳng có giúp ích gì cho chúng ta bởi vì nhà nào cũng trong hình này nhà nào cũng có bố mẹ hết. And there's a girl called Monica who. Yeah, there is a girl called Monica. Như vậy có một cái cô bé gái tên là Monica. À, hình nào cũng có cô bé đó hết. Do đó cũng vẫn chưa quyết định được. There's a girl called Monica who's about my age. Maybe we'll be able to hang out together. Oh, I thought I saw an older girl there yesterday. Yes, cái cậu này mới nói là I saw on the girls yesterday. Ngày hôm qua tớ thấy nhà đó có mấy cái cô gái nhà đó đều có ở đó, tớ thấy hết tất cả mấy cô đấy. Actually, Monica's got two older sisters. Yes, cô này mới nói là actually Monica has got two older sisters. Có hai người chị gái. Monica có hai người chị gái, tức là hình C đúng không các bạn? But one's already left home. Yes. But one's already left home. Nhưng mà một chị thì đã đi rồi. Và câu này không hỏi là bao nhiêu người trong gia đình mà chị hỏi là sống ở cái nhà bên cạnh là có bao nhiêu người sống ở đó. Do đó có hai chị mà một người đi tức là hình C là sai. Như vậy chúng ta chỉ còn hình B thôi các bạn ha. Anyway, you should call in and say hi. Six. Câu số 6 các bạn. À, họ dự tính đi đâu đi các bạn? Đi về thôn quê, đi ra biển hay là đi chơi ở thành phố? Cho cô câu trả lời đi. Bạn Phụng Vi cho cô câu 6A tức là đi về thôn quê đúng không Vi ha? Như vậy lấy câu A của Vi xem nào. Okay. Giờ mời các bạn nghe nha. Where are they going on a holiday? So, are you looking forward to going on holiday with your parents? No, we're still arguing about it. Yeah, cô này trả lời là no, vẫn chưa quyết định. We're still arguing about it. Vẫn đang cãi nhau. Là đi đâu? Dad wants to rent this quiet house in the countryside. Yeah, lý do là Dad want to rent a quiet house in the countryside. Bố thì chỉ thích là về thôn quê thôi, là hình A. But mom says it's way too far from the coast. Yeah, và mom thì nói là cái chỗ này nó như thế nào? Too far from the coast. Mẹ nói xa quá. Xa cái gì? Mẹ nói là far from the coast. Mẹ nói xa biển quá. She's seen these great apartments online. Yes, và bà mẹ là seen a great apartment online. Bà đã thấy có một cái căn hộ cho thuê ở trên mạng. They're right beside the beach. Yes, và bà ta nói, cô này nói bà này thích ở biển đúng không các bạn? Apartments online. They're right beside the beach. Yeah, và cái căn hộ này thì là right beside the beach. Ok, như vậy bà mẹ thì thích đi ra biển, đúng chưa các bạn? Tức là hình B. Như vậy bố thì đi về thôn quê, mẹ thì đi ra biển. Ok. Wow, those apartments sound pretty amazing to me. Is that where you'd like to go as well? Yeah, và cái cậu này mới gây nhiễu một chút là it seems amazing to me. Tớ rất thích những cái căn hộ mà ở ngay bãi biển như thế này.
Và cậu ta nói thêm là it's giống như là you like where you like going as well. Tức là cô gái này cũng thích đi ra bãi biển. Đúng không? Thì cô này nói như thế nào? Is that where you'd like to go as well? No way. I'd much prefer a city break. Yeah. Riêng cái cô gái này nói no way, không có đâu. Ok, I much prefer a city break. Vậy cô này lại thích đi thành phố, tức là đi hình si. Đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa biết được là thực sự là họ đã quyết định đi đâu rồi. Mỗi người mỗi ý. For a city break, there are so many fun things you can do in a new city. And we could rent a really cool flat in the city center, you know. Yeah, cô này nói về những cái thứ mà có thể làm được ở trong cái city break ở thành phố. C, đúng chưa các bạn? But mom has won this time. Okay, đây mới là câu quan trọng các bạn. But mom has won this time. Lần này là mẹ đã chiến thắng. Mà mẹ chiến thắng là mẹ đi đâu các bạn? Đi ra bãi, bãi biển. Okay. Chúng ta nghe lại chỗ đó và nghe phía sau cô nói gì. But mom has won this time. She really loves the seaside. Yeah, she really loved the seaside. Thêm một từ seaside. Vậy chắc chắn sẽ là câu gì các bạn? Câu đi ha các bạn ha. Đi ra bãi biển, cuối cùng thì đã quyết định rồi. Okay. Rồi, câu số 7. Câu số 7, cô mặc cái gì các bạn? Câu số 7 các bạn chọn mặc cái gì? Ai có cho cô câu trả lời không? Câu số 7, trường cho cô câu trả lời là B, tức là mặc áo đầm. Đấy, mời các bạn nghe. Đúng là câu B không ha? What does the girl decide to wear to the concert? Well, it's a shame you can't come to the concert tonight. I'll have to go on my own. Yeah, cô này mới nói là it's a shame that you can't go to the concert tonight. I have to go on my own. Cậu thật là tiếc là cậu không đi được, tớ phải tự đi. I was planning to wear those dark jeans with a black shirt. Yes, và cô ấy nói là I was planning to wear those dark jeans and black shirt. Tức là hình si, đúng không các bạn? Mặc quần jean và áo sơ mi. Hình si, cô ta dự định là mặc cái đấy. Do you think that's smart enough? Yes, và cô ta mới hỏi ý kiến anh ấy là do you think it's smart enough? Như thế nó có lịch sự không? How would I know? Yeah, how would I know? Làm sao mà tớ biết được? If you want to look smarter, there's that blue dress you got from the market. Yes, như vậy anh ta mới khuyên là như thế này. If you want to look smarter, okay, there is the blue dress you got at the market. Nếu như mà cậu muốn trông có vẻ là bảnh bao hơn, lịch sự hơn thì cậu nên mặc cái áo đầm màu xanh, tức là hình B. Xem thử cô này có nghe ý kiến của anh này không? Brilliant idea. Yes. Cô ta mới nói là gì các bạn? Cô ta mới nói là brilliant idea. Okay, đây là cái ý quan lấy quan trọng. Okay. Brilliant idea, tức là thật là một ý kiến hay, tức là cô này đồng ý là mặc cái gì các bạn? Cái áo đầm màu xanh, đúng không? Much better than trousers. Yes, và cô ta giải thích thêm là much better than trousers. Như vậy mặc váy thì lịch sự hơn là mặc quần theo cô ấy. Như vậy quyết định là chọn cái gì đây các bạn? Câu B cho đến lúc này. Mình nghe thêm một tí nữa là vì sao câu C nó câu A sai. Well, whatever you think, but I'm sure it would be fine to just wear jeans and a t-shirt if you wanted. It's only a small concert. Yes. Listening, part one. For each question. Okay, và anh ta lại nói thêm là it just be fine if you wear jeans and a t-shirt because it's just a small concert. Như vậy là anh ta nói là thật sự thì cậu chỉ mặc jeans và t-shirt thôi là cũng ổn bởi vì đó chỉ là một buổi hòa nhạc nhỏ thôi mà. Nhưng mà cô này không phản hồi gì cả, chứng tỏ rằng cô ấy đã chọn cái này rồi, câu B rồi các bạn ha.
Okay. Không biết là các bạn có thắc mắc gì về bài hôm nay không? Hôm nay chúng ta chỉ học như vậy thôi các bạn. Các bạn có thắc mắc gì về bài hôm nay không?